Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là các thông tin đáng chú ý sáng nay. Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm mặt. Mưa tới mùa năng đã về ở miền Tây Nam Bộ. Chiếc máy này có thể giúp bệnh nhân chạy thận ngay tại nhà. Và chuyện Dembele đi hay ở lại Barca đã có kết quả tối qua. Đến ngày 14 tháng 7, Bình Dương vừa ghi nhận thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết ở thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bắc Tân Uyên, nâng tổng số ca tử vong sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh lên 10 ca tính từ đầu năm 2022 đến nay. Tính đến tuần thứ 27, toàn tỉnh ghi nhận 7.282 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 252 ca, chiếm 3,46%. Trong đó, ca mắc nặng chủ yếu tập trung ở độ tuổi dưới 15 tuổi, chiếm 61% trên tổng số ca mắc nặng. Kết quả điều tra côn trùng lăng quăng tại nhà một nạn nhân cho thấy chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng rất cao, BI bằng 74, cao gấp 3 lần so với mức cho phép. Chỉ đạo sát sao những cái điểm ổ dịch nhỏ và phun triệt để. Việc lăng quăng cộng với lại phun quá chất sao cho những cái ổ dịch nhỏ đó bị cắt đứt thì không có lan ra ngoài cộng đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến gia tăng bệnh sốt xuất huyết đó là ý thức của người dân chưa cao, còn chủ quan lơ là, chưa chủ động thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy. Một bộ phận người dân do tâm lý chủ quan, tự điều trị tại nhà nên dẫn đến biến chứng nhanh và tử vong. Người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng với bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố dự báo từ nay đến hết năm 2022, dịch sốt xuất huyết sẽ còn bùng phát mạnh. Sở Y tế thành phố đã xây dựng kịch bản dựa vào số ca mắc đến nhập viện và số ca nhập viện có tình trạng nặng để phân công cho các bệnh viện điều trị, không để quá tải và thuốc men điều trị. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khám và điều trị một số người bệnh bị hoại tử xương hàm mặt có liên quan tới bệnh lý hậu Covid-19. Bộ Y tế đề nghị báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám, điều trị, kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng 2 năm 2022 đến nay cho Bộ Y tế trước ngày 16 tháng 7 năm 2022. Bộ Y tế thông qua Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, xác định nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên. Bệnh viện cần tiếp tục quan tâm tổ chức đón tiếp khám điều trị chú đáo, đồng thời thông tin chính xác dựa trên cơ sở khoa học và đề xuất có các biện pháp để người dân chủ động đề phòng, tránh làm hoang mang bất ổn trong xã hội. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đã nhận được kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ cơ quan chức năng của Bộ Công an. Theo đó, kết quả xác minh cho thấy đối với đề thi môn ngữ văn hoàn toàn không có việc lộ đề. Đối với đề thi môn toán, hành vi tiết lộ đề thi môn toán trong thời gian thi của một thí sinh tại hội đồng thi thành phố Đà Nẵng. Trong lúc làm bài thi môn toán, thí sinh này đã sử dụng điện thoại chụp ảnh câu hỏi đề thi đăng lên mạng nhờ giải hộ, đã vi phạm quy chế thi. Cơ quan chức năng của Bộ Công an đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc này không ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thưa quý vị, trong suốt 8 năm, có 2 vợ chồng cứ đều đặn lúc 15 giờ từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần lại tất bật chuẩn bị những bữa cơm chiều có thịt miễn phí để trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân ngay trước cổng bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Gần 8 năm rồi, mỗi ngày mình nấu thêm nhiều thêm lên, mua thêm đồ rồi nấu nhiều để mà mình nấu mình đem ra ngoài phát cho có thêm được nhiều người hơn. Có những lần bà phát tới 400 phần cơm chỉ trong một buổi chiều. Có khi hết rau thịt nhưng vẫn có người chưa có suất ăn. Có thời gian hả, hai vợ chồng đều bệnh hết, đâu có làm nổi đâu. Không nấu nổi thì cũng lại bắt đi mua phải đi bánh mì, chả hay trứng gì đó là cũng phải ra phát, nghĩa là có đồ ăn phát cho bệnh nhân. Vợ chồng bà Giao may mắn chiến thắng được căn bệnh ung thư, nên khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh tương tự, vợ chồng bà đã thấu hiểu được nỗi đau và tìm thấy sự đồng cảm. Tôi cảm nhận thấy có một bữa cơm như hôm nay này. Tôi cảm nhận thấy tuyệt vời. Là người ở xa tới mà được nhận được những phần quà là em rất là vui. Nói chung là rất là ý nghĩa. Chúng em cảm ơn. Đối với vợ chồng bà Giao, góp được một chút công sức để giúp đỡ được phần nào cho nhiều người khó khăn. Như vậy là đã thấy vui và hạnh phúc rồi. Khi cái nắng hè bớt gay gắt, những cơn mưa kéo đến là một mùa năng lại bắt đầu. Người dân miền Tây lại có thu nhập từ nghề nhổ năng. Mỗi ngày người nhổ năng giỏi cũng kiếm được từ 200 đến 300.000 đồng. Không còn là loại rau hoang dã, ngày nay người miền Tây bắt đầu biết làm kinh tế với cây năng. Người có đất ruộng thì trồng năng cho thuê nhổ tính theo buổi, người không có đất thì ra công nhổ lột đem bán. Khoảng 6 giờ rưỡi vô, 5 rưỡi, vô để nhổ, nhổ tới khoảng cỡ 10 rưỡi lên. Bà con ngày cũng, nói chung ra là cũng ổn, ngày cũng được vài trăm ngàn. Năng có hai loại là năng bợp và năng kim. Năng bợp có thân cây mềm, lột vỏ ăn phần gốc có vị ngọt nên được nhiều người ưa chuộng. Sau khi nhổ năng từ ruộng mang về thì phải rạch năng và lột năng. Các công đoạn này chiếm nhiều thời gian và công sức của người làm nghề nhổ năng. Một ngày thì cha mẹ con nhổ được có 12-13 kg à. Mà năng thì nhổ tính đầu người, tính một ngày là 11 giờ lên, một người 30 ngàn. Giờ đây cây năng được người dân xem như là lộc trời. Nó góp phần giúp bà con cải thiện thu nhập và làm nên những món ăn dân dã như năng ăn kèm cá chiên, năng xào tôm, năng nấu canh cá rô. Trước tình trạng vi phạm quản lý rừng diễn ra ở nhiều nơi, điều này cho thấy vai trò bảo vệ rừng của hộ nhận khoán là hết sức quan trọng. Chính lực lượng này đã cùng với các cấp ngành kịp thời phát hiện xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng lâm nghiệp trái phép. Và để cho người dân ở vùng rừng yên tâm gắn với rừng thì việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hợp lý đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân. Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng quản lý trên 16.600 ha rừng. Hiện đơn vị đã giao khoán hơn 10.570 ha cho 352 hộ và 2 đơn vị tập thể quản lý. Nhờ làm tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, hầu hết diện tích rừng được giao cho nhân dân đều được bảo vệ tốt. Khoản thu nhập của gia đình tương đối là ổn định, thường xuyên đi là gặp những đối tượng lạ vào rừng, nhắc nhở không được chặt phá rừng làm rẫy, không được là khai thác lâm sản trái phép. Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra bảo vệ rừng hàng tháng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, trạm cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các tổ, hội nhận khoán và các địa phương giáp ranh để bảo vệ rừng. Thời gian vừa qua là cho nên đơn vị quản lý này không có tình trạng phá rừng gây thiệt hại nhiều về tài nguyên rừng. Thời gian qua, diện tích rừng do Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tà Năng quản lý được bảo vệ bình yên. Điều đó càng khẳng định chủ trương của nhà nước tạo sinh kế cho người dân vùng rừng là đúng đắn và hợp lòng dân. Ở phần an ninh trật tự, bắt hai đối tượng chuyên đột nhập trộm tài sản ở Bình Phước. Và Tiền Giang tạm giữ 3 ghe thuyền mua bán sỏi cát không rõ nguồn gốc. Trộm tài sản tại hai căn biệt thự ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Lý Bình Lân 30 tuổi ngụ Quảng Ngãi và Võ Đình Hoàng 29 tuổi người địa phương đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an phát hiện Lân và Hoàng mang hai điện thoại ra một tiệm mua bán điện thoại di động để phá mật khẩu nên đã mời về cơ quan làm việc. Bước đầu hai đối tượng khai nhận đã thuê khách sạn ở. Đến khoảng 1 giờ đêm, Hoàng chạy xe máy chở Lân tìm những ngôi biệt thự sơ hở. Sau đó Lân đột nhập vào trộm, còn Hoàng chạy xe đến nơi kín đáo chờ sẵn. Tài sản các đối tượng trộm cắp là điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và rượu ngoại. Rạng sáng 12 tháng 7, các đối tượng đã gây ra một vụ trộm tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Đến trưa cùng ngày, cả hai bị bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ai đã từng bị kẻ trộm đột nhập vào nhà trộm tài sản trong đêm khuya, hãy liên hệ với công an thành phố Đồng Xoài để được giúp đỡ. Lợi dụng người dân ngủ say, kẻ gian dùng kìm cắt cửa sau, đột nhập lấy đi tài sản có giá trị. Đó là thủ đoạn của Đoàn Thanh Bình, kẻ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa xa lưới công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng Đoàn Thanh Bình sinh năm 1977, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, vừa bị công an thành phố Tây Ninh bắt giữ. Trước đó, công an thành phố Tây Ninh tiếp nhận tin báo một nhà dân trên địa bàn bị trộm đột nhập, lấy mất nhiều tài sản giá trị. Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 7, người nhà thức dậy đi làm thì phát hiện cửa phía sau bị khoét một lỗ tròn gần chốt cửa, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Qua kiểm tra, phát hiện bị mất 2 điện thoại di động, 3 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng và gần 6 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng nhận thấy Đoàn Thanh Bình có nhiều khả nghi nên mời đối tượng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Bình khai nhận thực hiện vụ trộm, chưa kịp tẩu tán tài sản thì bị bắt. Hiện công an thành phố Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua tin báo của người dân, sáng sớm ngày 13 tháng 7 tại khu vực sông Gò Cát, đoạn qua thành phố Mỹ Tho, lực lượng chức năng địa phương phát hiện 3 phương tiện thủy nội địa đang chứa khoáng sản có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trong khoang 3 phương tiện có chứa 37 mét khối cát, sỏi, san lấp nền. Những người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản và hoạt động mua bán khoáng sản. bao gồm Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1980, ngụ huyện Tân Phước, Lê Tất Thành sinh năm 1990, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đào Quỳnh Nhân Vũ sinh năm 1985, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Công an thành phố Mỹ Tho tạm giữ 3 phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Sáng ngày 14 tháng 7, đồn biên phòng Cầu Muốn, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phát hiện và bắt giữ một vụ hàng lậu vô chủ, qua đó thu giữ 2.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 2 xe gắn máy. Vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 14 tháng 7, lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự thì phát hiện 2 đối tượng chạy xe gắn máy từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đồng thời ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Khi phát hiện có lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, các đối tượng bỏ lại phương tiện và các bao hàng chở trên xe, lợi dụng đêm tối tẩu thoát. Tổ công tác đã đưa tang vật và phương tiện về đồn biên phòng Cầu Muốn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Trên một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biển báo giao thông bị che khuất, gây khó khăn cho người dân, thậm chí không ít biển báo đang lắp đặt ở vị trí bị che lấp như đánh đố người đi đường. Đây là những biển báo giao thông bị che khuất bởi cây xanh lâu ngày chưa được cắt tỉa. Như tại quốc lộ 1A, đoạn rẽ vào Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, biển báo cấm dừng xe và đậu xe từ 6 giờ đến 22 giờ gần như bị che khuất bởi biển quảng cáo và cây xanh. Một số tài xế phản ánh tình trạng khiến không ít người vô tình vi phạm luật giao thông. Còn tại giao lộ đường Đỗ Xuân Hợp và xa lộ Hà Nội, biển báo cấm các loại xe 3 bánh và xe thô sơ 4 bánh theo khung giờ quy định cũng khiến nhiều tài xế bối rối. Điều đáng nói dù nằm trên tuyến đường lớn, nhưng biển báo này vẫn chưa được thay mới trong nhiều tháng qua. Ngoài ra, một số cột biển báo giao thông đang trở thành nơi để dán tờ rơi, treo thông tin tuyển nhân viên, quảng cáo, gây mất mỹ quan đô thị. Theo Bộ Giao thông Vận tải Quốc gia, biển báo hiệu phải đặt ở vị trí để người tham gia giao thông dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng, nhưng không được làm cản trở tầm nhìn và sự đi lại. Bộ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh. Ở phần thế giới cập nhật, loài cây này được đánh giá là tương lai nền công nghiệp ở vùng hạn mặn. Và phát hiện tranh của Van Gogh phía sau tác phẩm nổi tiếng của ông. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, người ta đang thử nghiệm trồng cây Salicornia thuộc chi măng Tây Biển trong các trang trại nông nghiệp. Loài cây này được xem là hình mẫu của nền nông nghiệp của tương lai, thích hợp với những khu vực khô cằn hạn mặn. Tại UAE, cây Salicornia phát triển mạnh ở các khu vực ven biển hay trong các đầm lầy. Nhận thấy lợi ích của cây mang lại, các nhà khoa học đã giới thiệu chúng đến các trang trại trên khắp cả nước vào năm ngoái trong khuôn khổ một dự án phát triển nông nghiệp sinh học quốc tế. Ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, người ta phải sử dụng phương pháp khử muối để lấy nước ngọt cho việc trồng cây. Nhưng loại cây này thì không cần qua xử lý nước mặn, nó vẫn sống và sinh trưởng tốt. Cây Salicornia cũng đã chứng minh giá trị kinh tế của nó cả về mặt dinh dưỡng. Nó có vị đậm đà và mặn tự nhiên, đồng thời nó có hàm lượng natri thấp đến 40%, ít hơn nhiều so với muối thông thường. Đó là lý do chúng tôi sử dụng nó như một chất thay thế trong bánh hamburger. Hiện loại rau xanh này đã được đưa vào thành phần của món bánh mì kẹp thịt của một thương hiệu thực phẩm lớn tại UAE. Tại Brazil có một nghề khá độc đáo, đó là chuyên leo cây, thu thập các mẫu vật cũng như lắp đặt các máy quay quan sát trên cao để phục vụ nghiên cứu khoa học. Nghề này phổ biến ở những khu vực mà giới khoa học mới chỉ khám phá được 30% đa dạng sinh học. Tuy nhiên, đây cũng là một nghề cực kỳ nhiều nguy cơ và hiếm lao động. José Raimundo Ferreira, 42 tuổi, biệt danh Zé Lão, là một trong số ít người có thể leo lên những cây cao này chỉ trong vài giây. Với các nhà khoa học, công việc của Zé Lão mang tính sống còn trong cuộc nghiên cứu đa dạng sinh học của họ. Anh thu thập trái cây, lá và các cành, cũng như đặt các camera lên cao để quan sát chim và khỉ. Đây là một khu vực mà kiến thức về đa dạng sinh học vẫn còn rất ít ỏi. Đến đây chỉ đơn giản để kiểm kê các loài động thực vật và đa dạng sinh học trong khu vực cũng là điều quan trọng. Đây là một nghề nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, anh chỉ có một chiếc dây nịt và một đôi ủng đế cao su dày. Zé Lão đã phải phẫu thuật dây chằng 4 lần. Nghề leo cây là một công việc được săn đón rất nhiều, nhưng chỉ được ăn lương công Nhật, không có hợp đồng, cũng như không an sinh xã hội. Tuy nhiên, Zé Lão không hề có ý định bỏ nghề. Thậm chí, anh còn dự tính truyền lại cho 2 cậu con trai khi mình về hưu. Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh vừa trao giải thưởng Mark Robert, còn gọi là giải Oscar của ngành kỹ thuật, cho một thiết bị lọc máu tại nhà. Thiết bị này được đánh giá sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân phải chạy thận. Sử dụng chiếc máy SC+ này tại nhà, bệnh nhân có thể lọc máu 5 lần một tuần ngay tại nhà, thay vì phải đến bệnh viện. Máy lọc máu ở bệnh viện có kích thước to như tủ lạnh, còn SC+ thì nhỏ gọn như lò vi sóng, bệnh nhân có thể tự sử dụng ngay tại nhà. Điều tuyệt vời nhất là tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhiều năng lượng hơn, tôi không cảm thấy như mình đang phải lọc máu nữa. Các chuyên gia cho biết máy lọc máu này có hiệu quả cao ngang ngửa những thiết bị lọc máu thông thường. Hãng chế tạo đang phối hợp thử nghiệm tại nhiều cơ sở y tế ở Mỹ để có thể triển khai rộng rãi trong thời gian tới. Một tháp lửa trại đánh dấu sự bắt đầu của lễ kỷ niệm trận chiến trên sông Boyle ở Bắc Ireland, là ngọn lửa trại lớn nhất thế giới, nó cao đến 61 mét. Để tạo ra ngọn lửa trại này, người dân Bắc Ireland đã dành ra 3 tháng để xếp chồng các khối gỗ lên nhau và cố định. Tháp lửa được thắp sáng trong ngày 12 tháng 7 vừa qua trước hàng ngàn người và kéo dài trong 30 phút. Ngọn tháp cao 61 mét này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là tháp lửa cao 60 mét, được xây dựng vào năm 2019 ở thị trấn Lusterno, Áo. Một bức chân dung tự họa của Vincent van Gogh vừa được khám phá ở ngay phía sau một tác phẩm khác của ông. Các nhân viên phòng trưng bày quốc gia Scotland phải dùng tới tia X-quang mới nhìn thấy được bức tranh bí ẩn này. Bức tự họa nằm ở mặt sau của bức tranh tên Người phụ nữ nông dân, vẽ năm 1885. Tác phẩm bí ẩn vẽ Van Gogh trước khi tự cắt tay trái vào năm 1888, sau một bất đồng với một danh họa khác là Paul Gauguin. Nhờ công nghệ hiện đại ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy sự thật là các họa sĩ đã thay đổi ý tưởng trong lúc vẽ như thế nào. Khi các họa sĩ không thích một bức họa, họ thường lật tấm vải canvas lại để vẽ một bức khác nhằm tiết kiệm. Tuy vậy, việc khám phá ra bức chân dung chỉ là khởi đầu cho công tác nghiên cứu, vì hiện chưa thể khẳng định hoàn toàn đây là tranh của Van Gogh. Các nhà bảo tồn dự định sẽ tách hai bức vẽ trên ra riêng trong năm nay, dù đây được đánh giá là một công việc khó khăn. Trong thời gian đó, bức chân dung người phụ nữ nông dân và hình ảnh X-quang tác phẩm chân dung phía sau sẽ được trưng bày ở Học viện Hoàng gia Scotland ở Edinburgh từ ngày 30 tháng 7 đến giữa tháng 11 tới đây. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Chúc quý vị một ngày làm việc thuận lợi và thành công. Xin kính chào tạm biệt.